thực hiện kế hoạch số 105 KHTGMN ngày 28 tháng 9 năm 2021 của trường mầm non Phú Vinh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mong muốn nâng cao hiệu quả chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và góp phần tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em và bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè năm học 2021-2022, đồng thời tạo cho trẻ một sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp các em và cộng đồng có thêm những kiến thức về bảo vệ trẻ em. Được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Lạc, ngày 25 tháng 5 năm 2022, Trường Mầm non Phú Vinh tổ chức Ngày hội bé vui trải nghiệm, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 và thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt, tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em và bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè năm học 2021-2022. Tại Ngày hội bé vui trải nghiệm, cô và trẻ đã chuẩn bị chu đáo các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, thông qua đó giúp trẻ giải trí, phát triển kỹ năng âm nhạc, tạo cho trẻ kỹ năng tự tin biểu diễn trên sân khấu và tạo môi trường sinh hoạt âm nhạc lành mạnh cho trẻ và các bạn đồng trang lứa. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng cười lên và gió hoa tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng Việt Nam
Về dự ngày hội bé vui trải nghiệm, nhà trường được sự quan tâm phối hợp về phía Hội Phụ nữ Phú Vinh, có bà Đinh Thị Diên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Vinh. Về phía Đoàn Thanh niên xã Phú Vinh có bà Đinh Thị Khải Lệ, Công chức Lao động Thương binh xã hội, Ủy viên Ban Thường trực Đoàn xã Phú Vinh. Về phía nhà trường có cô giáo Bùi Thị Huyên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Hy vọng thông qua hoạt động trải nghiệm này, các cấp lãnh đạo và nhà trường sẽ phối hợp với nhau chặt chẽ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và bàn giao trẻ về địa phương sinh hoạt hè. Tại ngày hội bé vui trải nghiệm này, các con được nghe cô giáo Bùi Thị Huyên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc về ý nghĩa của ngày hội bé vui trải nghiệm với các nội dung như sau. Văn nghệ cho bé, trải nghiệm bé vui đọc sách nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2022, tổ chức hiệu quả chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, tuyên truyền phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em và bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè năm học 2021-2022. Thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các con học sinh yêu quý, nhằm đánh giá quá trình chỉ đạo của nhà trường và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại các nhóm lớp, đồng thời tạo sân chơi bổ ích lý thú cho trẻ mầm non được tham gia vui chơi, học tập, trải nghiệm, giúp trẻ mầm non được đắm mình trong không gian sách, bài thơ, câu chuyện, qua đó giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trẻ tự tin giao tiếp, hình thành cho trẻ thói quen đọc sách, ý thức học tập và học tập suốt đời, góp phần thực hiện hiệu quả chuyên đề tăng cường tiếng Việt. Đồng thời, thông qua hoạt động ngày hôm nay, trẻ được cung cấp kiến thức về phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em, giúp các em và cộng đồng có thêm những kiến thức bảo vệ trẻ em, bàn giao trẻ mầm non về địa phương sinh hoạt hè. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, ngày hội hôm nay tổ chức với phương châm không nặng nề về hình thức, không chú trọng về ý nghĩa, nội dung, chất lượng. Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức đơn giản, phù hợp với độ tuổi, tạo cơ hội cho trẻ được vui chơi, phát huy những năng khiếu sở trường của từng trẻ, khẳng định chất lượng thực sự. Kính thưa quý vị đại biểu, trong không khí hân hoan của ngày hội, tôi xin tuyên bố khai mạc ngày hội bé vui trải nghiệm hưởng ứng Ngày sách Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 và thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt, tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em và bàn giao trẻ về địa phương sinh hoạt hè năm 2022 của trường Mầm non Phú Vinh. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng các con học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các con có một ngày hội trải nghiệm vui tươi, an toàn và bổ ích. Trân trọng cảm ơn. Nhằm tạo một không gian lý thú cho trẻ làm quen với sách và việc chuẩn bị cho trẻ đọc sách là một việc làm cần thiết. Các hoạt động ngoại khóa như ngày hội đọc sách cũng góp phần tích cực để hình thành và phát triển văn hóa đọc cho trẻ. Để hưởng ứng ngày văn hóa đọc trong chương trình ngày hội bé vui trải nghiệm này, các cô giáo trường mầm non Phú Vinh đã chuẩn bị sách, tranh ảnh, truyện đọc vô cùng phong phú tại các khu vực chơi như thư viện ngoài trời, thư viện mini và ở các nhóm lớp. Hoạt động trải nghiệm này giúp trẻ được đắm mình trong không gian sách với bài thơ, câu chuyện, qua đó giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trẻ tự tin giao tiếp, hình thành cho trẻ thói quen đọc sách, ý thức học tập và học tập suốt đời, góp phần thực hiện hiệu quả chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số nói chung và trẻ trường mầm non Phú Vinh nói riêng.
Tại ngày hội, trẻ được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và xem chiếu phim về phòng chống đuối nước và phòng chống xâm hại trẻ em. Các con được tham gia trò chơi bằng cách trả lời những câu hỏi rất thú vị về phòng chống xâm hại trẻ em và phòng chống đuối nước, giúp các con hiểu biết thêm về các cách phòng chống xâm hại để bảo vệ bản thân và đặc biệt là thể hiện được các kỹ năng nhận biết nguy cơ xâm hại và thoát hiểm khi bị xâm hại. Kỹ năng về phòng chống đuối nước. Hoạt động truyền thông này đã đem lại hiệu quả giáo dục trẻ các kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại thông qua hoạt động học mà chơi, chơi mà học một cách có hiệu quả. Căn cứ công văn số 143 ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè, với mục đích 100% học sinh trường mầm non Phú Vinh được bàn giao về địa phương quản lý và sinh hoạt trong dịp hè 2022, tuyệt đối không để trẻ chơi hoạt động tự do mà không có tổ chức đoàn thể và chính quyền, gia đình quản lý, không để trẻ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hành vi xấu, không để xảy ra các trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, đuối nước, điện giật, cháy nổ, bị bỏng trong dịp hè 2022. Ngày hội còn là cơ hội để nhà trường và các tổ chức địa phương như Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên xã phối hợp bàn giao trẻ về địa phương sinh hoạt hè năm học 2021-2022. Ngày hội kết thúc với rất nhiều những niềm vui hân hoan của cô và trò nhà trường.